Câu số 1. Số chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H10O. Số chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H10O. Ui, câu này hay lắm. Câu này hay cực. Các cháu non chúng mình giải nhé. Các cháu nhìn kỹ này. Skill hack đây này. Skill. Skill hacking. C4H10O. C4H10O nhá. Thì đầu tiên là mình sẽ đồng phân ancol. Được chưa? Đồng ancol nó là dạng lại C4H9OH. Được chưa? Các cháu nhẩm cho chúng mình nhá. 3 4 5 2 4 8 4 có 4. Vậy anh này có 4 đồng phân ancol. 4 đồng phân ancol. Được chưa? Đứa nào tô 4 là toang ạ, là bị lừa. Đứa nào tô 4 là toang bị lừa. Bởi vì chúng ta còn một đồng phân nữa là đồng phân ete. Ete có dạng là R1O R2. Vậy ở đây chúng mình có R1 cộng R2 bằng 4 carbon. Bây giờ các cháu đi phân tích cho chúng mình nha, 4 bằng tổng các số hạng khác không? Phân tích cho chúng mình 4 bằng tổng các số hạng khác không? Vậy là bằng 1 cộng 3, ok? 2 cộng 2, ok? 1 cộng 3, 2 cộng 2. Đếm nhá. 3 4 5 2 4 8. Được chưa? Vậy mình có này, 3 có 2. Ok, còn 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. 0, 1, 2 chỉ có 1 thôi ạ. Vậy thì ở đây có 1, ở đây có 1, ở đây có 1. Ok, vậy thì hoàn toàn đây chúng ta sẽ có là 1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 1 bằng 1, 2 cộng 1 bằng 3 đồng phân ete. Vậy tổng cộng C4H10O của chúng mình ở đây có 4 cộng 3 bằng 7. Vậy ở đây chúng ta có 7 đồng phân có cùng công thức phân tử C4H10O. Ok, các cháu hiểu bài không ạ? Ok, các cháu hiểu bài không? Rất là dễ đúng không ạ? Rất là dễ đúng không ạ? Ở đây chúng mình có nhá. Ở đây đây là cách làm cực kỳ nhanh. 3 4 5 2 4 8 của chúng mình lên skill do chúng mình tự nghĩ ra, tự chứng minh và tự chiến đấu. Ok. Đấy. Nào, thế bây giờ nhá, các cháu nhìn nhá, các cháu nhìn nhá. Cháu nào mà không hiểu về cái chiêu đồng phân này, chúng mình hướng dẫn. Cháu nào mà không hiểu về cái chiêu đồng phân này thì các cháu lên YouTube. Các cháu lên YouTube, YouTube. Các cháu lên YouTube, đây YouTube đây. Được chưa? Các cháu gõ đồng phân siêu nhanh mà. Đồng phân siêu nhanh hiện ngay chúng mình luôn. Đây nhìn chưa? Đồng phân siêu tốc. Hiện luôn đồng phân siêu tốc. Đấy, vào đây học 30 phút. Học 30 phút thôi là biết cách tìm mọi loại đồng phân nhá. Học 30 phút thôi ạ. Học 30 phút với cái skill này của chúng mình là biết được tất cả mọi kiểu đồng phân luôn. Ok. Đấy nhá. Hello, chào cả nhà. Câu số 2. Cho các hợp chất sau đây. À, đây 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 đây. Có bao nhiêu chất là đồng phân của nhau? Có bao nhiêu chất là đồng phân của nhau ạ? Đề bài hỏi chúng ta là bao nhiêu chất là đồng phân của nhau. Thế thì đồng phân là gì ạ? Đồng phân là cùng công thức phân tử khác công thức cấu tạo. Vậy anh số 1 này của chúng ta có đồng phân là C2H6O2. Ok. Được chưa? Anh số 2 này là C3H8O2. Ok. Chất số 3 này là C3H8O2. Vậy chúng ta có anh số 2, anh số 3 đều chung là C3H8O2. Anh số 4 là C3H8O3 khác. Vậy mình có này, anh số 2 với anh số 3 là đồng phân cấu tạo. Đúng chưa? Là đồng phân cấu tạo của nhau. Anh số 2 và anh số 3. Vậy ở đây chúng ta có hai chất là đồng phân của nhau. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò. Ok, các cháu hiểu bài không nhỉ? Cái chỗ đồng phân này rất là dễ thôi. Rất là dễ thôi. Đấy, các cháu hiểu bài không? Sang tiếp nhá, sang tiếp nhá. Ui, câu 3 này, câu 3 này mới hay này. Câu 3 về về độ rượu. Các cháu hết sức chú ý nhá. Với câu số 3 về độ rượu này này thì là cả lớp 12 các cháu cũng bị phải học nhá. Về độ rượu này cả lớp 12 các cháu cũng bị phải học. Thế nên là phải học ngay từ bây giờ. Câu số 3, dung dịch alkoxylic 25 độ có nghĩa là gì? Thế các cháu chú ý này, 25 độ này thì chúng ta lưu ý là độ rượu
thì chính bằng số ml ml rượu nguyên chất, số ml rượu nguyên chất có trong 100 ml rượu dung dịch. Được chưa? Đấy nhá. Đây là độ rượu, là số ml rượu nguyên chất có trong 100 ml dung dịch rượu. Vậy suy ra alcoholic 25 độ C có nghĩa là 25 ml rượu ở trong 100 ml dung dịch. Các cháu nhớ chưa? Đấy, nhớ nhá. 25 ml rượu trong 100 ml dung dịch. Đấy chưa? Các cháu nhớ bài chưa? Vậy nếu mà là 200 ml, rồi 100 gram là toang, chơi ml 200 gram là toang, 100 ml 25 gram là toang, xem nhé. Nếu đây là 100, vậy 200 thì sao ạ? 200 nhân 2 đi, 200 ml thì là 25 nhân 2 là 50. Hàn cô tích. À vậy là chúng ta nhìn thấy đáp án D của chúng ta là đáp án đúng đúng không các cháu? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá, đáp án đúng là đáp án D. Rất là dễ luôn. Rất là dễ luôn. Ok, chúng ta sang câu số 4 nào. Chúng ta sang câu số 4 nào. A là đồng đẳng của alcoholic và có tỷ khối hơi so với oxy bằng 2,3125. A là đồng đẳng của alcoholic. Vậy đầu tiên chúng ta phải nhớ alcoholic là gì đã. Alcoholic của chúng ta là công thức của nó là C2H5OH. Vậy A là đồng đẳng của alcoholic. Vậy nó là đồng đẳng. Vậy đồng đẳng của alcoholic thì nó phải có công thức tổng quát là CnH2n cộng 2O các cháu nhé. CnH2n cộng 2O. Tỷ khối hơi so với oxy bằng 2,3125. Tỷ khối hơi so với oxy bằng 2,1125. Vậy là D của A so với oxy bằng 2,3125. Suy ra mình có là phân tử khối của A chia phân tử khối của oxy bằng 2,3125. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối của A bằng 2,3125 mà nhân với bao nhiêu ạ? Ôi chết rồi, máy tính của chúng mình đâu rồi? Đây. 2,3125. 2,3125 mà nhân với 32 thì bằng 74. 74 nhá, 74 các cháu nhá, bằng 74. Vậy suy ra phân tử khối này bằng 74. Vậy hoàn toàn ta có 12n cộng 2n cộng 2 là 12n cộng 2n cộng 2 cộng với 16 thì bằng 74. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được 74 trừ đi 16 ạ. 74 trừ đi 16 trừ đi 2 chia 14 bằng 4. N bằng 4. N bằng 4. Vậy ở đây rất nhiều cháu chọn 4. Cẩn thận, đề bài hỏi chúng ta là số đồng phân có mạch carbon không phân nhánh. Vậy ở đây mình mới chỉ suy ra nó là C4H10O. Và bây giờ đây xem mà anh này có bao nhiêu đồng phân có mạch carbon không phân nhánh nhá. Nhìn này, mạch carbon không phân nhánh là mạch carbon thẳng dài đây đúng không? Đây đúng không ạ? Đúng chưa? Vậy này, số đồng phân có mạch carbon không phân nhánh của A 1, 2, OH đính vào đây hoặc OH đính vào đây. Vậy chúng ta chỉ có mấy thôi ạ? Chúng ta chỉ có hai thôi các cháu nhá. Các cháu mắt nhìn phải tinh nhá. Đây để bảo là số đồng phân có mạch carbon không phân nhánh của A. Vậy là chúng ta chỉ có B bỏ 2. 2 thôi ạ. Đáp án đúng đáp án B bỏ 2. Nào mình sang câu tiếp theo nào. Câu số 5. Câu số 5. Đồng phân nào của C4H9OH khi tách nước sẽ cho hai olefin đồng phân cấu tạo. Chúng ta đọc kỹ nhá. Cái từ ở đây đó là từ cấu tạo. Cái từ cấu tạo này thì tương đương với việc là không xét đồng phân hình học. Vậy mình đi vẽ đây. 2 metin propan một ôn. 2 metin propan một ôn đây. Một ôn đây. Vậy nếu mà tách nước ra thì ta sẽ có OH sẽ tách cùng với H anh bên này để tạo thành nối đôi đây. Vậy đây chỉ có một alken hay còn được gọi là olefin thôi. Mình loại đáp án A. 2 metin propan 2 ôn. 2 metin propan 2 ôn là cháu này. 2 metin propan 2 ôn đây cháu này. Tách nước thì cũng thu được hoặc nối đôi đây ở đây giống nhau hết các cháu ạ. Đây. Cũng chỉ thu được một alken. Toàn tiếp. Butan một ôn nhá. Butan một ôn, butan một ôn là cháu này. Tách nước ạ. C C C C. Đây, nối đôi đây, một cháu toàn nốt. Vậy là loại B, loại C, vậy chắc chắn đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Các cháu thử coi đáp án D chúng mình vẽ lại cho chúng ta nhìn nhá. Các cháu coi đáp án D chúng mình vẽ này. Butan 2 ôn. Butan 2 ôn, nhìn này.
Butan, Hyon gì đó chưa? OH đến đây nhá. Vậy này, tách nước này. Thì phải hoặc nối đôi cắm đây hoặc nối đôi cắm đây không ạ? C nối đôi C gạch C gạch C một cháo, hoặc C nối đôi C gạch C cháo số 2, hai cháo. Các cháu nhìn nó chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là hai cháo. Đúng chưa? Vậy là D Butan hay không? Ok. Câu số 6 nào. Câu số 6. Oxy hóa ancol bằng CuO. Oxy hóa ancol bằng CuO. Theo là câu số 6. Oxy hóa ancol bằng CuO đun nóng thì thu được anhydride, thì đó là ancol bậc mấy? Chú ý này, nốt cho chú Bình cái này vào, là cứ ancol mà đi qua CuO mà thu được anhydride vậy thì chắc chắn đó là ancol bậc 1 ạ. Chắc chắn nó là ancol bậc 1 ạ. Vậy chỉ có ancol bậc 1 thôi ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok, mình sang câu số 7 nhá. Mình sang câu số 7 nào. Chất cặp chất đồng đẳng của nhau là. Đây chúng ta cùng xem nhá, trong này những thằng nào là đồng đẳng của nhau. Cặp chất đồng đẳng của nhau là. Đồng đẳng ạ. Đồng đẳng là hơn kém nhau một trong nhiều nhóm Z2 ạ. Đây chúng ta nhìn nhá, cháu này là C6H6O. Cháu này là C6H8O. Sorry, cháu này C7H8O. Cháu này là C7H8O. Thế thế là rất nhiều đứa chọn đáp án D. Và những đứa nào chọn đáp án D là những đứa toang ạ. Bởi vì quên mất một điểm. Đồng đẳng là hơn kém nhau một hay nhiều nhóm Z2, nhưng phải có cấu trúc tương đồng nhau ạ. Phải có cấu trúc tương đồng nhau nhé. Đây OH đính vào vòng. Đây OH đính vào vòng. Chứ cháu này không phải OH đính vào vòng. Cháu này là ancol. Cháu này là ancol ạ. Cháu này là phenol. Cháu này là họ hàng nhà phenol. Vậy ở đây chúng ta chỉ có X và Y là đồng đẳng của nhau thôi. Các cháu hiểu bài chưa ạ? X và Y là đồng đẳng của nhau thôi ạ. Các cháu có hiểu bài không ạ? Mà sang câu số 8 nhá. Phân biệt nhận biết ancol glycerol, sorry chỗ này phải ghi là glycerol ạ, và ancol ethylic đựng trong hai lọ không bất nhãn cùng thuốc thử. Thế thì glycerol của chúng ta là gì ạ? Đây C3H5OH 3 lần và ancol ethylic là C2H5OH. Bọn ancol nó có cái tính chất chất cực kỳ đặc biệt. Cực kỳ đặc biệt gì ạ? Là những thằng có nhóm OH liền kề thì tác dụng với COOH 2 lần tạo thành dung dịch màu xanh. Vậy là chỉ có anh glycerol tác dụng với COOH 2 lần này thì mới có dung dịch màu xanh thôi ạ. Anh C2H5OH không có hiện tượng này. Vậy chúng ta dùng thuốc thử gì ạ các cháu? COOH 2 lần nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, các cháu nhớ nhá. Các cháu nhớ chưa? Mình sang câu số 9 nào. Mình sang câu số 9 nào. Để phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức. Ui, chúng mình vừa nói xong. Đây, thằng này là đa chức. Thằng này là đa chức. Thằng này là đơn chức. Để phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức có ít nhất hai nhóm OH liền kề nhau thì dùng thuốc thử nào ạ? Dùng thuốc thử nào chúng mình vừa nói xong đúng không? Không làm được thì thôi đừng ăn cơm nữa, ăn cháo thôi. Đúng không ạ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đáp án D, COOH 2 lần. Ok. D, COOH 2 lần. Chúng ta sang câu số 10. Ok, chúng ta sang đến câu số 10 rồi các cháu ạ. Chúng ta sang khi đốt cháy ancolic hai lần ancol, có nghĩa là ancol hai chức đấy ạ. Thu được số mol CO2 bằng số mol nước thì công thức chung của dãy đồng đẳng ancolic là hai lần ancol, vậy là nó phải có O2 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 O2. Số mol CO2 bằng số mol nước, vậy chắc chắn nó phải giống với lại thằng nào ạ? Nó phải giống với thằng anken. Ok, nó phải giống với thằng anken. Và anken là gì ạ? CnH2n. Vậy suy ra nó phải là CnH2n toang toang CnH2nO2. Đáp án đúng đáp án B bò. Đáp án đúng đáp án B bò các cháu nhá. B bò ạ. Câu 10 đáp án B ạ. Câu số 11, câu số 11. Dãy đồng đẳng của ancol ethylic. Dãy đồng đẳng của ancol ethylic có công thức chung là ở đáp án nào sau đây? Dãy đồng đẳng của ancol ethylic có công thức chung là ở đáp án nào sau đây? Xem nhá. Ancol ethylic chúng mình vừa dạy xong đúng không? C2H5OH. Vậy thì mình có công thức chung của nó sẽ là CnH2n cộng 2O. Đúng chưa? Ancol no đơn chức ạ.
Vậy là không thể là CnHn-1 được, vứt, đúng chưa? Không thể CnHn-7 vứt, không thể CnH-2OX được, bởi vì đây là có một oxy thôi ạ. Nó phải là CnH2n cộng 1OH cộng lại cũng là CnHn cộng 2O. Chúng ta có hai cách viết các cháu nhá. Có hai cách viết. Các cháu nhìn rõ chưa ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B bò các cháu nhá. Câu số 12. Câu số 12 ạ. Trong các công thức sau đây, hãy cho biết công thức nào là công thức của ancol bậc 1. Trong các công thức sau đây, hãy cho biết công thức nào là công thức của ancol bậc 1. Ancol bậc 1 là gì ạ? Là OH đính vào carbon bậc 1 các cháu nhé. Đính vào carbon bậc 1, nhớ chưa ạ? Ancol bậc 1 là nhóm OH đính vào carbon bậc 1. Được chưa? Vậy mình nhìn này, đây OH đính vào carbon nhưng không biết bậc mấy, vứt. Carbon nhưng không biết bậc mấy, vứt, tổng quát nhiều lắm. Carbon nhưng không biết bậc mấy. Nhìn này, OH đính vào carbon bậc 1, các cháu nhìn rõ chưa ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Thứ ancol bậc 1 sau này chúng ta được quyền ký hiệu là RCH2OH, các cháu nhớ nhá. Đáp án đúng đáp án A. Đấy, thấy không? Rất nhiều cháu bị toang ạ. Rất nhiều cháu bị toang những câu này ạ. Những câu này thấy trong chúng mình bảo rồi mà. Toang kinh khủng lắm ạ. Câu số 13. Câu số 13. Cho biết sản phẩm chính của phản ứng tách nước của... Đây, các cháu nhìn kỹ nhá. Đây là OH là chân dài. Nhớ cái bài chân dài chúng mình dạy không? Chân dài thì cặp với đại gia. Đây là có H này là của carbon bậc 3 và H này là của carbon bậc 1. Vậy OH sẽ ưu tiên tách cùng với H của carbon bậc 3 để tạo thành CH3, C, CH3, C, H, CH3. Được chưa? OH này tách cùng H thì chỗ này tạo thành nối đôi. Ok, và bây giờ chúng ta gọi tên các cháu chú ý nhé. 1, 2, 3, 4. 2 metin ạ. 2 metin bút 2N. 2 metin bút 2N. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. 2 metin bút 2N. 2 metin bút 2N. Uầy, câu 14 này mới nhiều cháu toang này. Câu 14 này mới nhiều. Nóng từ từ ethanol. Ethanol là C2H5OH. Propan 2 ôn là CH3CH OH CH3 với xúc tác là axit sulfuric đặc. Ta có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ chỉ chứa CHO tương đương với lại là ete. Chứ còn anken, anken chỉ có C và H, không thể là thu được anken nhá. Vậy này, mình có này, ete. Vậy thì đun hỗn hợp này thì chúng mình có khả năng là hai thằng CH5 tác dụng với nhau để tạo thành C2H5O C2H5 là một cháu. Hai thằng CH3 CH CH3 tác dụng với nhau tạo thành CH3 tất cả hai lần O CH3 tất cả hai lần. Được chưa? Thực ra là CH3 CHO này xong lại CH CH3 tất cả hai lần. Ok, nhìn rõ chưa? Đấy nhá, đây là chất số 2. Nhá, đây thì chúng mình vẽ là cho các cháu dễ nhìn. CH3 này, CH này, O này, CH3 này. Đây là CH3 này, CH này, CH3, nhìn rõ chưa? Và cháu cuối cùng là gì ạ? C2H5O CH CH3 CH3. Vậy là chúng ta thu được mấy cháu của các cháu? À, chúng ta thu được 3 cháu ạ. Nhưng mà viết này mệt lắm, chúng mình có một cái công thức giải cực nhanh cho các cháu. Skill ạ. Skill cần cực nhanh luôn. Là gì ạ? Với hai ancol, với n ancol thì ta luôn thu được n trừ 1. Được chưa? N nhân n trừ 1 chia 2 ete. Với n ancol khác nhau thu luôn thu được n nhân n trừ 1 chia 2 ete. Vậy đây mình có 2, vậy mình sẽ thu được là 2 nhân với 2 trừ đi 1 chia 2. 2 nhân với lại à sorry, đây là n nhân với n cộng 1. N nhân n cộng 1 chia 2. Đây, mình có là n nhân n cộng 1. Vậy là 2 nhân 2, 2 nhân 3 là 6, 6 chia 2 bằng 3. Ok, vậy là mình thu được 3. Ngon lành cành đào chưa? Ngon lành cành đào chưa? Dễ hiểu không các cháu? Câu số 15. Câu số 15 này. Xét chuỗi phản ứng sau. Câu số 15. Xét chuỗi phản ứng sau. Ethanol H2S4 đặc 170 độ C để tạo thành X. Clo tạo thành Y. Ui, câu này mới hay này. Ethanol này, ethanol là gì ạ? C2H5OH cho đi qua H2SO4 đặc
170 độ C thì có phải mình thu được là C2H4 không ạ? CH4 mà cộng với lại clo thì có phải mình thu được C2H4CL2 không ạ? Mình vẽ ra chuẩn thì đây là C nối đôi C cộng với lại clo thì tạo thành C, C, CL, CL không ạ? 1, 2, vậy nó là 1,2 đi clo etan. 1,2 đi clo etan. Đáp án đúng đáp án cờ các cháu nhé. Đáp án đúng đáp án cờ. Mạnh dạn nói cờ. Câu số 16. Câu số 16. Đốt cháy ancol X. Đốt cháy ancol X mà ta thu được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó có NCO2 nhỏ n nước. Kết luận nào sau đây là chính xác nhất? Các cháu chú ý này. Sau này đi thi nhá hay đi làm thì cứ nhìn thấy ancol mà NCO2 lớn hơn nước thì auto cho chúng mình nó là ancol nò hở. Bao nhiêu chức cũng được nhá, bao nhiêu chức cũng được, và công thức tổng quát của nó là CnH2n cộng 2 OX. Ok, vậy nó là ancol nò. Ancol nò. Đáp án đúng đáp án à. Ancol nò. Câu số 17. Phản ứng nào sau đây không xảy ra? Gạch chân từ 0. Đề bài yêu cầu chúng ta là không xảy ra C2H5OH cộng CH3OH trong hai bốn đặc có xảy ra. Đây phản ứng ete hóa tạo thành CH5OCH3. Có xảy ra nhá. Có xảy ra nhá các cháu nhá. CH5OH cộng CuO thì tạo thành CH3CHO cộng Cu cộng H2O cũng có xảy ra luôn. Vậy là loại A, loại B. Đề bài bỏ đi tìm thằng nào không cơ. Đáp án C này. CH5OH có tác dụng với natri không ạ? CH5OH tác dụng natri quá đi chứ, nó tạo thành C2H5ONA có phản ứng luôn nhá. Vậy chỉ có gì ạ? Ancol thì không bao giờ ăn NaOH, các cháu nhớ chưa? Ancol là không bao giờ ăn NaOH. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Câu số 18. Câu số 18. Sản phẩm chính của phản ứng cộng nước và propylen. Propylen. Được chưa? Sản phẩm chính cộng nước là HOH. Đây, các cháu nhìn kỹ nhá. Liên kết đôi đứt ra, chìa hai cái vạch ra, thằng nào thích cắm vào thằng nào thì cắm. Bây giờ cho chú Minh hỏi, chân dài thích cắm vào đại gia hay thích cắm vào nhà nghèo ạ? Đại gia nhà 2 tầng, nhà nghèo nhà 1 tầng. À, chân dài OH là nó thích cắm vào đại gia, đúng không? Đây, đây là sản phẩm chính thì H vào chỗ còn lại. Sản phẩm chính. Các cháu nhìn rõ chưa? Vậy anh này là ancol gì ạ? Ancol OH đính ở carbon bậc 2, carbon bậc 2 còn được gọi là xét. Nên nó còn được gọi là ancol xét. Các cháu chú ý nhá, đây là xét chứ không phải là sách nhá. Chết dở luôn. Butylic. Ok. Vậy đáp án đúng là đáp án D, ancol xét butylic. Nhiều cháu đọc lóng là toang đấy. Câu 19 nào. Câu 19. Cho các chất sau, những chất tác dụng được với COH hai lần là chất nào? Lưu ý là để tác dụng được với COH hai lần thì nó phải là ancol có hai nhóm OH trở lên, lớn hơn hai nhóm OH trở lên liền và kề. Được chưa? Liền và kề. Đây này, OH này cầm cạnh OH này liền kề một cháo. Đây thằng này cách nhau một carbon, không. OH này nằm cạnh OH này hai cháo. Thằng này không có OH toàn. OH này nằm cạnh OH này ba cháo. 1 2 3. Ok. 1 3 5. Ok. Vậy mình có là 1 3 5. Ngon chưa? Đây các cháu chú ý nhá. Đốt cháy một ancol no đơn chức thì công thức tổng quát của nó phải là CnH2n cộng 2O này. Mạch hở X thu được để đốt cháy này thì mình thu được CO2, số mol CO2 là 3,36 chia cho 2,4 thì bằng 0,15. 0,15. Ok. Đấy các cháu nhìn thấy chưa? 0,15 cộng với lại nước. Đây, chúng ta tìm được số mol nước là 3,6 chia cho 18 thì bằng 0,2. Ok. Vậy thì hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ thấy này, các cháu nhớ cái skill kinh khủng này của chúng mình nhá. Nhớ skill này là với ancol no. Với ancol no thì chúng ta luôn luôn có N nước trừ NCO2 thì luôn bằng N ancol. Được chưa?
N nước trừ NCO2 luôn bằng N ancol. Vậy mình có N nước là 0,2 N ancol, NCO2 là 0,15 thì nó bằng 0,05. Vậy mình có được N ancol bằng 0,05. Vậy hoàn toàn tới đây thì chúng ta tìm được gì ạ? Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được gì ạ? Chúng ta tìm được số nguyên tử carbon nha, các cháu nhìn kỹ nhé. Số nguyên tử carbon sẽ bằng là 0,15. 0,15 chia cho 0,05 thì bằng 3. Vậy thì hoàn toàn mình tìm được nó là C3H2 nhân 3 là 6, 6 cộng 2 là 8, C3H8O. Ok, vậy là suy ra là công thức phân tử của ancol X là C3H8O các cháu nhé. C3H8O rất là dễ luôn ạ. Rất là dễ luôn. Sang câu tiếp theo, câu số 21. Đốt cháy ancol đơn chức X. Đốt cháy ancol đơn chức X. Vậy chúng mình sẽ có này, ancol đơn chức X đốt cháy thì ta tìm được số mol CO2 sẽ bằng là 2,2. 2,2 chia cho 44 thì bằng 0,05 mol các cháu nhé. Bằng 0,05 mol cộng với lại số mol nước. Số mol nước của chúng ta là 1,08 chia cho 18 ạ. 1,08 chia 18 thì bằng 0,06 mol các cháu nhá. 0,06 mol nước. Vậy thì hoàn toàn chúng ta nhìn thấy là này, số mol nước lớn hơn số mol CO2 đúng không? Các cháu nhìn thấy không? Số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy thì điều này sẽ suy ra cho chúng ta một điều ạ, là chắc chắn ancol của chúng ta là ancol no. Được chưa? Để vậy cho đơn chức, vậy là no đơn. Với một thằng là ancol no đơn chức thì chúng ta suy được công thức tổng quát của ancol là CnH2n cộng 2O các cháu nhá. Ok chưa? Vậy thì mặt khác ancol no đơn, chúng mình còn có được một điều nữa, đó là số mol nước trừ đi số mol CO2 thì bằng số mol ancol. Vậy thì hoàn toàn tới đây hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol ancol. Số mol ancol bằng 0,06 trừ 0,05. Được chưa? 0,06 trừ 0,05 thì bằng 0,01. Vậy số mol ancol của chúng ta bằng 0,01. Đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon của chúng ta thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 0,05 chia 0,01. 0,05 chia 0,01 thì bằng 5. Bằng 5, vậy đến đây chúng ta tìm được nó là gì ạ? C5H2 nhân 5 là 10 cộng 2 là 12O. C5H12O các cháu nhé. C5H12O hay còn được ghi là C5H11OH, các cháu nhìn rõ chưa? C5H11OH rất là dễ luôn nha. Đấy, đây là những cái skill khá là kinh điển để chuyên để giải các cái bài tập về ancol của chúng mình. Câu 22 ạ. Đốt cháy một ancol, chúng ta thu được số mol CO2 và số mol nước theo tỷ lệ mol nước chia số 2 bằng 3 chia 2. Vậy thì mình đặt số mol nước của mình bằng 3, số mol CO2 của mình bằng 2. Vậy là hoàn toàn chúng ta lại nhìn thấy một điều nữa. Chúng ta lại nhìn thấy một điều nữa là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Và chúng ta nhìn thấy là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy thì hoàn toàn chúng ta tìm được chắc chắn là do N nước lớn hơn NCO2 nên suy ra ancol của chúng ta nó là ancol no. Ancol no các cháu nhé. Và ancol no chúng ta thì có công thức là CnH2n cộng 2O các cháu ạ. Ok. Vậy chúng ta có này, chúng mình đặt số mol nước là 3, số mol CO2 là 2. Chúng mình còn có nữa là số mol ancol. Số mol ancol thì bằng số mol nước trừ đi số mol CO2. Thế thì vậy hoàn toàn chúng ta sẽ có là 3 trừ 2 thì bằng 1. 3 trừ 2 thì bằng 1. Vậy suy ra số mol ancol bằng 1. Số mol ancol bằng 1. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được là số nguyên tử carbon của chúng ta sẽ bằng là bao nhiêu ạ? Bằng 2 chia cho 1 thì bằng 2 các cháu nhé. Vậy suy ra công thức của ancol chúng ta nó sẽ là C2H6O. Ok. C2H6O. Thế thì chú ý này, ở đây chúng ta có rất nhiều khả năng xảy ra. Ở đây nó chỉ nói là ancol thôi, nên chúng ta hoàn toàn có thể thỏa mãn là C2H6O hay là C2H6O2 thì đều thỏa mãn các cháu ạ. Ok. Hai hai chúng ta là C2H6O hay C2H6O2 thì đều thỏa mãn. Rất nhiều cháu toang lấy 3 chia 1 bằng 3 chọn C3H8O toang. Đây này, carbon chỉ là CO2 là 2 thôi ạ. Rất nhiều cháu toang câu này nhá. Đấy, thấy không? Đáp án lúc này chúng mình vừa quay xe hack các cháu là đáp án A và đáp án C đều đúng các cháu chú ý nhá. Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam. Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một ancol X. Ancol gì? Kệ nó, X. Đề bài cho là 1,52 gam. Được chưa? Một ancol X đầy đốt cháy thì thu được CO2 1,344 chia 2,4 bằng 0,06 và nước là 1,44 gam. 1,44 gam. Vậy mình tìm được số mol nước là
1,44 chia 18 bằng 0,08 mol. 0,08 mol. Vậy mình thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 chưa các cháu? Số mol nước lớn hơn số mol CO2, vậy chắc chắn là ancol no. Và ancol no của chúng mình thì chắc chắn nó là CnH2n cộng 2OX, đúng không chưa các cháu? CnH2n cộng 2OX nhá. Vậy thì chúng mình lại có là số mol của ancol thì chính bằng số mol nước trừ số mol CO2. 0,08 trừ 0,06 thì bằng 0,02. 0,02 ạ. 0,02, vậy thì hoàn toàn từ đây chúng mình tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là 0,06. 0,06 chia 0,02. 0,06 chia 0,02 thì bằng 3. Vậy thì chắc chắn cháu này nó là C3, được chưa? Thế vào 3 nhân 2 là 6, cộng 2 là 8, H8OX. C3H8OX, vậy chúng ta loại đáp án B, loại đáp án C, được chưa? Tới đây chú Minh dạy các cháu một skill dài cực kỳ kinh điển câu này ạ. Skill chia số 6 ạ. Các cháu nhìn kỹ nhé. 1,52 chia cho phần tử khối cháu này. 12 nhân 3 cộng 8 cộng 32 bằng 0,02. Thử xem cháu này xem nhá. 1,52 chia 12 nhân 3 cộng 8 cộng 16 nhân 3 bằng. Đấy, thấy lẻ chưa? Thế là loại ngay đáp án C các cháu ạ. Loại ngay đáp án D và đáp án đúng chúng ta đáp án A. Thì dã man chưa? Một skill cực kỳ kinh điển đến từ chú Minh Mierlin ạ. Một skill cực kỳ kinh điển đến từ chú Minh Mierlin ạ. Dã man con ngàn luôn ạ. Dã man con ngàn luôn ạ. Đấy. Các cháu nhìn thấy không ạ? Đấy, bây giờ một skill cực kỳ kinh điển ạ. Một skill cực kỳ kinh điển dành cho các câu cháy ancol. Các câu cháy của ancol nhá. Skill cực kỳ kinh điển của chúng mình. Các cháu cứ nhớ thế này cho chúng mình ạ. Nếu số mol oxy chia cho số mol cháy mà bằng 2,5 thì chắc chắn 100%, 100% ạ. 100% ạ. 100% là C2H6O2. Được không ạ? Được không ạ? Nếu mà bằng là 2,5 thì chắc chắn là C2H6O2. Nhớ nhá, cứ nhớ tỷ lệ 2,5 C2H6O2. Và nếu tỷ lệ bằng 3,5 thì chắc chắn là C3H8O3. Một trong những skill cực kỳ kinh điển của chú Minh Mierlin ạ. Các cháu nhìn nhá. Đây, một mol X cần 2,5 mol oxy thì chúng ta tìm được ngay đáp án B của chúng ta là đáp án. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ok, chọn ngay B. Thế bây giờ các cháu thử xem nếu mà giải chậm thì các bạn sẽ giải chậm như thế nào. Đề bài cho chúng ta là ancol no. Đề bài cho chúng ta là ancol no. Vậy mình sẽ có là CnH2n cộng 2OX đốt cháy một mol này cộng với oxy thì chúng ta thu được NCO2 cộng với N cộng 1 H2O. Được chưa? Được chưa? Đấy. Tiếp tục nhá. Đây này, thế đây là cân bằng này, 2N cộng với N là 3N cộng 1 trừ X chia 2 ạ. Đây là giải đúng bản chất đi ạ. Mấy ông giải đúng bản chất đi ạ. Mấy ông thích học bản chất thì xem đây ạ. 1 này thì cháu này nó sẽ là bao nhiêu ạ? 1 thì cháu này sẽ là 3. Đề bài cho ta anh này là 2,5 đúng không? 2,5. Đến đây chúng mình sử dụng nhân chéo ạ. Cái quyền nhân chéo ở trong hóa, quyền cực kỳ tối ưu ạ. Mình sẽ được là suy ra là 3N cộng 1 trừ X chia 2 thì bằng 2,5. Suy ra 3N trừ X bằng, đây là 5 trừ 1 thì bằng 4. Vậy đến đây chúng mình sẽ có bảng ạ. Bắt buộc phải lập bảng ạ. XN X bằng 1, 4 cộng 1 là 5 chia 3 loại. X bằng 2, 4 cộng 1 là 6, 6 chia 3 bằng 2. Được chưa? Suy ra nó là C3H6O2 luôn. Ngon chưa? Nếu mà giải cách này thì chậm hơn cái chiêu skill của chú mình 2,5 C2H6O2, 3,5 C3H8O3. Kinh điển đúng không ạ? Các cháu thấy kinh điển đúng không ạ? Nào, nếu mà thế đốt cháy hoàn toàn agam hỗn hợp gồm hai ancol liên tiếp thuộc dãy đồng đẳng của ancol nitrilic. Thế thì cháu này thuộc dãy đồng đẳng ancol nitrilic thì phải nó là CnH2n cộng 2O rồi. Được chưa? CnH2n cộng 2O rồi. Được chưa? Đây là cộng với lại oxy thì chúng ta thu được CO2 cộng với lại nước ạ. Chúng ta tìm được số mol CO2 các cháu ạ. Nhá. Chúng ta tìm được luôn số mol CO2. Các cháu nhìn nhá, số mol CO2 bằng 70,4 chia cho 44 thì bằng 1,6 ạ. 1,6. 1,6. Chúng ta tìm được số mol nước là 39,6.
chia cho 18 thì bằng 2,2 ạ. 2,2 số mol nước ạ. Vậy thì chúng ta nhìn thấy, thế là ngay lập tức chúng ta đây là ancol no ạ. Đây là CnH2n cộng 2O ạ. Thế thì chúng ta nhìn thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2. Đây, số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy thì chắc chắn là ancol no đơn hở, và chúng ta luôn luôn có là N ancol thì bằng N nước trừ N CO2. Ta sẽ có N ancol bằng 2,2 trừ đi 1,6 thì bằng 0,6. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon thì bằng số nguyên tử carbon thì bằng số mol CO2 là 1,6 chia cho 0,6. 1,6 chia cho 0,6, đây là lại một cái skill kinh điển của chúng mình nữa. Bằng 2,66 ạ. 2,66, đến đây rất nhiều cháu phải làm theo cách giải chậm, nhưng nếu học chú Minh thì được giải theo cách giải nhanh ạ. Đề bài chỉ hỏi chúng ta giá trị của A thôi. Vậy chú Minh sẽ có công thức anh này là C2,66 H 2 nhân 2,66 cộng 2O ạ. Đấy, thế thì các cháu nhìn nhá, các cháu nhìn thật kỹ nhá. Mà số mol thì lại bằng là 0,6. Thế đến đây chúng mình tìm được khối lượng luôn nhá. Chúng mình có phân tử khối trung bình của hỗn hợp này là bằng, các cháu nhìn kỹ này, 2,66 nhá, nhân 12 cộng với 2 nhân N cộng 2 đóng ngoặc đơn cộng với 16 bằng nhân với 0,6, ra khối lượng luôn ạ, 33,2 gam ạ. Các cháu nhìn rõ chưa? 33,2 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Wow. Wow. Câu 27 ngon sơi không các cháu ơi? 27 ngon sơi không ạ? Skill giải nhanh chú Minh ạ. Nấu C chia N cháy bằng 3,5, auto chọn C3H8O3. Các cháu nhìn rõ chưa? Thế đây nhá, nấu oxy là 0,7, nấu ancol là 0,2, 0,7 chia 0,2 thì bằng 3,5. Ok, 3,5 chọn ngay C3H8O3. Hay đó chính là C3H5OH3 lần. Skill cực kỳ kinh điển đến từ chú mình Mia Liên ạ. Đây, bây giờ sang câu 28 ạ. 28 cứng hơn phải không các cháu? 28 cứng hơn đó ạ. 28 cứng hơn một chút xíu thôi ạ. Đây bài bảo là một mol ancol no thì cần 3 mol oxy. Vậy là tỷ lệ là 3 rồi. Tỷ lệ là 3 mà các cháu nhìn này. 2,5 là C2H6O2. Vậy là loại ngày A. Đúng chưa? 3,5 là C3H8O3. Vậy là loại ngày D. Vậy bây giờ chúng ta chỉ còn B với C thôi ạ. B với C thì tội gì mà phải giải các cháu. Viết phương trình ra, viết lẹ cái phương trình ra, viết nhẹ cái phương trình ra là xong ạ. Ví dụ giả sử nó là C4H10O nhá. C4H10O mà cộng với oxy thì tạo thành 4CO2 đây 4 này. Cộng với lại 10 chia 2 là 5H2O. Cân bằng oxy này, 4 x 2 là 8, 8 cộng 5 13, 13 trừ 1 là 12, 12 chia 2 thì bằng 6 cơ ạ. Vậy là một mol thằng này cần 6 mol oxy cơ ạ. Vậy là toàn ngày đáp án B ạ. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì ạ? C. Dễ ợt, đúng không cháu? Dễ ờn ợt. Dễ ờn ợt luôn. Hello, chào các cháu. Đấy. Ok. Đốt cháy hỗn hợp ancol đồng đẳng có số mol bằng nhau. Đồng đẳng CnH2n cộng 2O ạ. Ta thu được khí CO2 và hơi nước. Đây, CO2 và hơi nước là 3 chia 4. Vậy đặt CO2 là 3 thì nước là 4. No rồi đúng không? Mình tìm được N cháy luôn. 4 trừ 3 bằng 1 các cháu ạ. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ tìm được số nguyên tử carbon bằng 3 chia 1. 3 chia 1 bằng 3. Vậy suy ra nó sẽ là C3H8. Đúng chưa? Đồng đẳng mà số mol bằng nhau. Không phải đâu ạ, giải toang đâu ạ, không phải C3H8 đâu ạ. 3 này lớn hơn này, nhỏ hơn này. Bởi vì đây là trung bình ạ, nên phải có một thằng nhỏ hơn 3. Nhỏ hơn 3 thì có thể là 1 hoặc 2. Được chưa? Được chưa? Nhỏ hơn 3 có thể là 1 hoặc 2. Đây là 1 và 3 là toang, phải nhỏ hơn 3 và lớn hơn 3. Nhỏ hơn 3 lớn hơn 3. Đây này, 1 với 2 cũng toang nốt. Đây. Được chưa? Vậy chuẩn nhất là một thằng nhỏ hơn 3, một thằng lớn hơn 3. Nhỏ hơn 3 là 2, lớn hơn 3 là 4. Vậy chắc chắn đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bò các cháu ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án câu B bò. Skill chúng mình thì cực kỳ kinh. Số mol của oxy 4 chia 32. 4 chia 32 bằng 0,125. 0,125. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được x nhá. Chúng ta sẽ có N của oxy chia N của x bằng 0,125 chia cho 0,05 bằng 0,125 chia 0,05 bằng 2,5. 2,5 là cháu nào các cháu nhỉ? 2,5 chúng mình vừa dạy xong đúng không? Đây này. 2,5
2,5 chúng mình vừa mới dạy các cháu xong. Đây này, nhớ kỹ, 2,5 chọn C6H C262, 3,5 chọn C3H8O2. Ba. Vậy là chắc chắn là 2,5 là C2H4OH2 lần. Đáp án đúng, đáp án cỏ. Câu 31. Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn 0,92 gam một ancol đơn chức A. Đây, đốt cháy hoàn toàn 0,92 gam một ancol đơn chức A. À, chúng ta nhìn nhá. À, đây chúng ta sẽ ancol đơn chức A. Chúng ta tìm được số mol CO2 là 0,04, số mol nước là 1,08, 1,08 chia 18 bằng 0,06. Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy chắc chắn ancol của chúng mình là ancol no. Ancol no là CnH2n cộng 2 đơn chức nên nó là O ạ. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây chúng mình tìm được số mol cháy là số mol ancol là 0,06 trừ 0,04. Cứ ancol no thì mình có điều này ạ. Là N nước trừ N2 bằng N cháy. Nhớ nhá, cứ ancol mà no thì ta có N nước trừ N2 bằng N cháy. Ok. Vậy hoàn toàn chúng ta sẽ có là anh này bằng 0,02. 0,02. Vậy hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ tìm được số nguyên tử carbon thì bằng 0,04 chia 0,02 thì bằng 2. Vậy suy ra cháu nó là C2H6O. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ngon lành cành đào nhá. Câu số 32. À, chất nào đều tác dụng với natri? Ui, natri có OH là tác dụng. Natri cứ có OH là tác dụng ạ. Đây, OH tác dụng. Đây cháu này không có OH toàn. Thế là nhìn cháu nào có F là vứt. B có F vứt luôn. Được chưa? Tác dụng với COH hai lần thì chú ý này, để tác dụng với COH hai lần thì nó phải là OH đa và kề các cháu nhá. OH đa và kề thì mới tác dụng với lại COH hai lần. Vậy này, nhìn này, hai OH cạnh nhau được cháu A. Cháu B này OH cách OH một carbon, vứt cháu B. Có A vứt B, vứt đáp án A luôn. Đúng chưa? Không có A, vứt đáp án D luôn. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. A, C, D. Nhà nó cái cháu, nhìn này, OH liền kề. Được chưa? D này, OH liền kề. Ok, ngon lành cành đào. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các cháu nha. Nào chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 33 nào. Câu tiếp theo, câu số 33. Những chất mà tác dụng được với natri là, những chất mà tác dụng được với natri là, để tác dụng được với natri thì yêu cầu nó phải có nhóm OH, tương đương nó phải có nhóm OH. Cháu này có OH một cháu. Cháu này có OH hai cháu. Cháu này có OH ba cháu. Cháu này không có vớt, cháu này không có vớt. Vậy suy ra chúng mình sẽ có 1, 2 và 3. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng mình là đáp án à các cháu ạ. Ngon lành. Nào chúng mình có câu 34. Cho mg hỗn hợp x gồm hai ancol no đơn chức bạch hở, muốn giải ancol mình phải thuộc được công thức phân tử nhá. Ancol no đơn chức bạch hở là CnH2n cộng 2 O các cháu nhá. No đơn chức bạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với natri dư. Lưu ý cho chúng mình là ancol đơn chức tác dụng natri thì sinh ra 1 phần 2 hydro. Vậy chúng mình tìm được số mol hydro luôn. 0,448 chia 2,4 bằng 0,02. Vậy ngay lập tức chúng mình suy ngược lại được số mol ancol bằng 0,02 nhân 1 chia 1 phần 2 thì bằng 0,04. Mặt khác. Đốt cháy cũng 0,04 mol này trong oxy thì chúng mình tìm được CO2 số mol bằng 2,24 chia 2,4 bằng 0,1. Vậy chúng mình tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,1 chia 0,04 bằng 2,5 các cháu ạ. 2,5. 2,5 vậy số nguyên tử carbon này nằm ở giữa. Bởi vì để bài nói chúng ta là kế tiếp nên một thằng nhỏ hơn 2,5 và một thằng lớn hơn 2,5. Một thằng nhỏ hơn 2,5 là 2, lớn hơn 2,5 là 3. Được chưa? Vậy một thằng là C2H6O, một cháu là C3H8O. Ok chưa? Một cháu là C2H6O, một cháu là C3H8O. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Rất là ngon lành cành đào ạ. Đúng không ạ? Thế bây giờ nhá, chúng mình chỉ cho một skill dài nhanh hơn nữa của câu 2 ạ, ý 2 ạ. Thì bài nói chúng ta là phần trăm khối lượng của hai ancol. Thế thì chúng ta cần tìm được số mol mỗi ancol. Đây chúng mình chỉ cho một mẹo nhìn rất nhanh nhé. Nhìn này, 2,5 nằm chính chính giữa các cháu. Nhìn kỹ không? 2,5 nằm chính giữa. Vậy là mỗi thằng này là 50 50 đúng không? Vậy là thằng này chiếm một phần thì này cũng chiếm một phần. Mà tổng số mol
của ancol chúng ta tìm được bằng 0,04. Vậy suy ra 0,04 chia làm 2 phần thì 0, thì C3H8O chiếm 0,02, C2H6O chiếm 0,02. Vậy thì hoàn toàn tới đây, hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ tìm được phần trăm khối lượng luôn. Các cháu nhìn kỹ nha. Phần trăm khối lượng của C3H8O là bằng 0,02 nhân với anh này là bằng 12 nhân 3 cộng 8 cộng 16 bằng chia cho mở ngoặc đơn N cộng với 0,02 nhân 46 bằng nhân 100 56,60%. Các cháu nhìn rõ chưa? 56,60%. Vậy thì chúng ta nhìn này, thằng này không có, thằng này không có, thằng này không có. Vậy đáp án đúng của chúng mình 56,60%. Vậy đáp án đúng của chúng mình nó phải là đáp án B bò. B bò các cháu nhá, đáp án đúng của chúng mình phải là đáp án B bò. Đấy, các cháu thấy không? Rớt rớt cho 16,6 gram Anconetilic là C2H5OH, Ancol propylic là C3H7OH. Khối lượng bằng 16,6. Tác dụng hết với natri thì thu được khí hydro. Chúng mình tìm được số mol khí hydro bằng 3,36 chia cho 2,4 thì bằng 0,15 mol. Được chưa? 0,15 mol. Thế thì hoàn toàn đề bài hỏi phần trăm khối lượng, thế thì chúng mình đặt số mol thằng này là A thì số mol thằng này là B. Chúng mình sẽ có cái phương trình đầu tiên là về khối lượng các cháu nhá. Đây này, anh này là 46A cộng với anh này là 60B thì bằng 16,6. Đấy là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai các cháu phải nhớ đây này, là số mol H2 thì bằng 2 lần số mol OH và bằng 2 lần số mol ancol. Nhưng chú ý là bằng 2 lần số mol ancol đơn trực. Nhớ chưa ạ? Vậy ở đây chúng mình có này, vậy đây chúng mình có này, số mol nhóm OH của chúng mình ở đây là bằng A nhân 1 cộng B nhân 1 thì bằng ạ 2 lần số mol H2 là 2 nhân với 0,15 ạ. Vậy hoàn toàn tới đây, vậy là chúng mình sẽ tìm ra được là giá trị của AB 46 bằng 60 bằng 16,6 bằng 1 bằng 1 bằng 1 bằng 2 nhân 0,15 bằng 0,1 0,2. A bằng 0,1, B bằng 0,2. Vậy thì hoàn toàn tới đây ạ, chúng mình sẽ tìm ra được phần trăm khối lượng ạ. Đúng không ạ? Rất là dễ ạ. Phần trăm khối lượng bằng bao nhiêu các cháu nhỉ? Đây các cháu nhìn nhá. 0,1 nhân 46 bằng chia 16,6 bằng nhân 100 27,71%. 27,71%. Cẩn thận mắt lé chọn B toang. 27,71 cơ ạ. Đáp án đúng chúng ta nó phải đáp án D cơ ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D của các cháu nha. Đây các cháu nhìn thấy công thức thần thánh không ạ? Đây này, N hydro bằng 2 NOH bằng 2 lần N ancol đơn. Hay nói khác là N hydro bằng 2 lần N nhóm. Sorry, ở đây chúng mình ghi nhầm ạ. Khổ thế. Đây ạ. N nhóm OH thì bằng 2 lần N hydro các cháu nha. Đấy, đây là công thức thần thánh ạ. NOH thì bằng 2 lần N hydro. Vậy hoàn toàn đây chúng mình có số mol nhóm H đây bằng 2 nhân với 0,15 thì bằng 0,3. Vậy số mol nhóm OH bằng 0,3. Mà số mol ancol là 0,1. Vậy số nhóm trước OH bằng 0,3 chia 0,1 thì bằng 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Dễ không ạ? Cực kỳ dễ các cháu ạ. Dễ hơn cả húp cháo luôn ạ. Ngon lành cành đào luôn ạ. Nào, bây giờ chúng mình sang câu tiếp theo. Sang câu tiếp theo nhá. Câu 37 này. Cho 14,1 gram hỗn hợp ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. No đơn này. Tác dụng hết với natri thì mình thu được 1/2 hydro ạ. Chúng ta tìm được số mol hydro bằng 4,2. 4,2 chia cho 4,2 mà chia 2,4. 0,1875 mol. 0,1875 mol. 0,1875 mol thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm ngược lại được số mol của ancol. 0,1875 nhân 1 chia 2 chia cho 1/2 chia cho 0,5. 0,375 mol ạ. 0,375 mol. Mà khối lượng của ancol thì bằng 14,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được phân tử khối trung bình. Tới đây chúng mình tìm được phân tử khối trung bình là 14N cộng với 2 cộng với 16 thì bằng
bao nhiêu ạ? 14,1 chia cho 0,375. Vậy đến đây chúng mình tìm được n bằng 14,1 chia cho 0,375. 0,375. Được chưa? Bằng trừ 18 bằng chia 14 bằng 1,4. Các cháu nhìn rõ chưa? 1,4 các cháu nhé. 1,4 mà đề bài nói chúng ta là đồng đẳng liên tiếp. Vậy một anh là C1, một anh là C2. C1 là CH3OH, C2 là C2H5OH. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Nhưng mà chưa dừng lại đấy ạ. Đề bài là hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng của hai ancol ạ. Đề bài là hỏi chúng ta phần trăm khối lượng hai ancol. Vậy chúng mình đặt CH5OH là A, CH3OH là B. Chúng mình sẽ có cái hệ phương trình như sau ạ. Thứ nhất là tổng số mol ancol A cộng B bằng 0,375. A cộng B bằng 0,375. Cái thứ hai là về bảo toàn cái gì? Bảo toàn cái gì các cháu nhỉ? Bảo toàn cái gì ạ? Bảo toàn khối lượng. Đề bài cho chúng ta khối lượng anh này bằng 14,1 mà. Vậy ở đây chúng mình sẽ có 46A cộng với lại 32B thì bằng 14,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ giải hệ này, chúng mình sẽ tìm ra được là số mol của 1 bằng này, 1 bằng này, 0,375 bằng này, 46 bằng này, 32 bằng này, 14,1 bằng này. Đấy, A bằng 0,15 ạ. A bằng 0,15. B bằng 0,225. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phần trăm khối lượng luôn ạ. 0,15 nhân 46 chia cho 14,1. 14,1 bằng nhân 100 48,9. 48,9. 48,9 thì gần bằng 49 phải không các cháu? Đấy, 48,9 thì gần bằng 49. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Ngon lành cành đào không ạ? Dễ như húp cháo ạ. Dễ như húp cháo ạ. 38. Khi cho một ancol tác dụng với dung dịch kiềm dư để chúng mình có là số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol H2. Đã, đây là skill công thức giải cực nhanh của chúng mình rồi. Đấy chưa? Thế thì mặt khác này, hydro bằng 1/2 ancol nhá. Hydro bằng 1/2 ancol. Vậy mình thế vào đây sẽ bằng là 2 nhân với 1/2 số mol của ancol. Vậy là chính bằng số mol ancol. Thế các cháu nhìn kỹ này, số mol OH mà bằng số mol ancol. Vậy thì chắc chắn ancol chúng ta là ancol đơn trực. Chắc chắn 100% là ancol đơn trực. Ok. Ok. Dễ không? Quá dễ đúng không? Nào. À, cho 1,52 gram hỗn hợp hai ancol đơn trực đồng đẳng kế tiếp nhau. Đây, tác dụng với natri vừa đủ thì thu được 2,18 gram chất đạm. Lại một skill mới của chúng mình. Các cháu chú ý nha, một skill cực mới. Chúng ta có M chất rắn trừ M ancol chia cho 22 thì bằng số mol nhóm OH và chính bằng số mol ancol đơn trực. Đóng khung cái này lại các cháu ạ. Đóng khung cái này lại bởi vì cái này rất hay dùng. Vậy đây chúng mình có thế 2,18 trừ 1,52 chia 22 thì bằng số mol ancol. Vậy là bằng 2,18 trừ 1,52 chia 22, 0,03 mol. Vậy số mol ancol chúng ta bằng 0,03 mà khối lượng thì bằng 1,52. Vậy hoàn toàn đến đây chúng mình sẽ có là công phân tử khối trung bình của đội ancol này sẽ bằng là 1,52 chia 0,03 thì bằng 1,52 chia 0,03 thì bằng 50,66. 50,66. Ok. 50,66. Mà các cháu nhìn nhá, chú ý rằng là các ancol ở đây đề bài cho chúng ta B, C, D thì đều là ancol no. Vậy chúng mình giả sử ancol của chúng mình là ancol no. Giả sử ancol của chúng mình là ancol no CnH2n cộng 2O. Được chưa? Vậy hoàn toàn chúng mình sẽ có là 50,66 thì bằng 12N cộng 2N là 14N cộng 2 cộng 16 là cộng 18. Và chúng mình tìm được N bằng 50,66 trừ 18 bằng chia 14 bằng 2,33. N bằng 2,33. Các cháu nhìn rõ chưa? N của chúng mình bằng 2,33. Thì các cháu lưu ý này, đề bài nói chúng ta là đồng đẳng kế tiếp nhau ạ. Kế tiếp nhau các cháu ạ. Vậy 2,33 lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Vậy một cháu là C2, một cháu là C3. Nhìn xem nào. Đây C1, C2 toang, C3, C4 toang.
C4, C5 toang. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, C2 và C3. Ngon lành cành đào. Quá ngon. Các cháu nhìn nhá, muốn giải được câu này, câu 40 phải sử dụng skill cực kỳ nhanh, cực kỳ nhanh của chúng mình. Các cháu nhìn nhá, đây mở chất rắn trừ mở ăn cồn chia 22 bằng số mol nhóm OH, được chưa? Thì chúng mình có này, mở ga hỗn hợp gồm han côn đồng đẳng, đốt cháy hoàn toàn, mở ga hỗn hợp gồm hai an côn đồng đẳng thì thu được số mol CO2 là 0,3, số mol nước là 7,65 chia 18 bằng 0,425. Chúng ta tìm thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy điều này chứng tỏ là ancol no CnH2n cộng 2 OX à, chưa biết có bao nhiêu nhóm OH. Chúng ta tìm được số mol ancol bằng 0,425 trừ 0,3 trừ đi 0,3 thì bằng 0,125. Ok chưa ạ? Tác dụng với natri thì thu được hiro, số mol hiro bằng 2,8 chia 2,4 thì bằng 0,125 ạ. Thế vậy thì ở đây chúng mình sẽ có thế này ạ. Ở đây chúng mình sẽ có thế này. Đầu tiên này, chúng mình sẽ suy ra được là từ số mol hiro tìm được số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol hiro và bằng 2 nhân với 0,125. 2 mà nhân với 0,125, vậy số mol nhóm OH bằng 0,25. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được số nhóm OH sẽ bằng 0,25 chia cho số mol ancol là 0,125 thì bằng 2. Vậy số nhóm OH bằng 2. Vậy suy ra x của chúng ta bằng 2. Mặt khác, số mol CO2 bằng 0,3 thì hoàn toàn mình tìm được số carbon trục bình bằng 0,3 chia 0,125 bằng 0,3 chia 0,125 bằng 2,4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được công thức là C2,4H2,4 nhân 2 cộng 2 bằng 6,8 O2. Số mol bằng 0,125. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng. 12 nhân 2,4 cộng với 6,8 cộng với 32 bằng nhân 0,125 bằng 8,45 gram. Các cháu nhìn rõ chưa? 8,45 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. B, bò.